Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Phạm Thành Luân. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau tập luyện ca khúc Hẹn Một Mai của Bùi Anh Tuấn. Bùi Anh Tuấn thì bạn ấy hát ở Lan Trường, còn hôm nay chúng ta sẽ tập ở Son Trường. Mà không hiểu sao các bạn toàn yêu cầu mình hướng dẫn cái bài cao. Thì cứ mỗi một lần quay xong các cái bài cao như vậy là mình mãi mới ăn được cơm. Hôm nay cũng là gần 12 giờ trưa rồi, nhưng vẫn làm video để có thể hướng dẫn vào luyện tập của mọi người. Chính vì vậy các bạn hãy đăng ký kênh của mình để ủng hộ mình ra nhiều video trong thời gian sắp tới. Nào, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với Hẹn Một Mai. Có con đường nào bước qua, ta đến mang em món quà, hẹn hò yêu thương ta say đến xa. Nắng mưa là chuyện nắng mưa, ai biết con tim đã vừa chạm đến hạnh phúc hay là chưa. Rồi, chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết các câu hát này. Có con đường, có con đường nào bước qua, ta đến mang em món quà, ta đến mang em món quà, hẹn hò yêu thương, hẹn hò yêu thương, ta say đến xa. Nắng mưa là chuyện nắng mưa, cái chữ nắng này thì nó sẽ có chữ ngờ cuối, các bạn phải đóng lên mũi nhé. Nắng mưa là chuyện nắng mưa, ai biết con tim đã vừa chẳng đến hạnh phúc hay là chưa. Chẳng đến hạnh phúc hay là chưa. Rồi, khổ đầu tiên chỉ có như vậy thôi. Tiếp theo này. Vô tình là cơn gió mà yêu thương, các bạn mic vào nhá, chứ mình không hát to. Vô tình là cơn gió mà yêu thương thì nó sẽ bị to quá, không hay đâu. Bạn phải cố ép xuống này. Vô tình là cơn gió mà yêu thương đến gần anh. Tương tự. Giữ gìn là trong tranh đôi vai anh thêm sức. Chỗ này hát rất khó nhé, các bạn phải giữ hơi xuống cho các bạn. Ví dụ như chỗ này nhé. Vô tình là cơn gió, thì các bạn hát nhỏ hơn. Vô tình là cơn gió, gió. Nha, đọc lại này, hai câu luôn. Vô tình là cơn gió yêu thương đến gần anh, dù gì là trong tranh đôi vai anh thêm sức mạnh. Thì ý như đoạn đầu thôi. Tin tưởng vào lời hứa sau bao lâu vẫn tìm nhau, anh chẳng hứa sẽ sang giàu, chỉ hứa yêu dài lâu. Anh chẳng hứa sẽ sang giàu, chỉ hứa yêu dài lâu. Mình sẽ đi lại từ đầu đến đấy để các bạn có thể hát cùng nhá. Khi hát thì mình sẽ chia nhỏ các cái câu ra, nên các bạn có những đoạn mà ngắt ngắt thì các bạn phải hết sức thông cảm và các bạn nghe tổng thể, sau đó các bạn tập cùng mình nhé. Có con đường nào bước qua, ta đến mang em món quà, hẹn hò yêu thương, ta say đến già. Nắng mưa là chuyện nắng mưa, ai biết con tim đã vừa chạm đến hạnh phúc hay là chưa. Vô tình là cơn gió mang yêu thương đến gần anh, giữ gìn là trong tranh đôi vai anh thêm sức mạnh.
này thì chúng ta phải mix nhưng mà dày hơn một chút nhá. Còn nếu mà các bạn hát mỏng thì nó hay hơn nhưng mà nó rất là khó. Dài lâu lỡ mai rời xa. Biết được mình phải rất là phải gồng lại và mặt rất nhăn nhó thì mới hát được câu đấy. Nên là các bạn hát phòng thu thì sẽ hay hơn, còn khi mà hát live như mình thì rất là đau khổ. Hát lại này. Mệt đấy. Lỡ mày rời xa. Như vậy thì nó rất hay, rất là bay nhưng mà rất là mềm. Còn lại này, mình sẽ hát to hơn. À, bạn nào mà chưa hát được nhỏ như vậy thì các bạn có thể hát to, xong mình sẽ kìm lại mình hát nhỏ lại nhá. Tùy, nếu các bạn có thể hát được bay bay thì chúng ta mix nhiều. Còn nếu các bạn hát không mix được thì bạn hát thẳng luôn bằng giọng check. Nhưng mà chúng ta phải kìm lại để chúng ta tiết chế lại âm lượng, không hát to quá nó sẽ bị to tướng lên nha. Và lời hai thì chúng ta sẽ hát tương tự cái giai điệu như vừa rồi, nhưng âm lượng chúng ta có thể đẩy hơn, lớn hơn để chúng ta có một cái âm lượng khác biệt hơn nhé. Có nhau là chuyện sớm thôi, anh biết yêu thương đến rồi, ngần ngại đôi môi ai chưa ngỏ lời. Nếu như chẳng chẳng đến sau. Làm lại này, chỗ này thì mình hơi nhỡ nhìn một chút rồi. Có nhau là chuyện sớm thôi, anh biết yêu thương đến rồi, ngần ngại đôi môi ai chưa ngỏ lời. Tương tự chẳng chạm đến sau, ký ức nơi kia có nhau. Thì nắng mai ấm, thì nắng mai ấm áp, hãy đợi nhau. Thì nắng mai ấm áp, hãy đợi nhau. Chỗ này mình hát hơi nhớ nhìn vì sao nhỉ? Để các bạn chú ý, có thể là hơi nhớ nhìn một chút thì các bạn chú ý cho mình cái cao độ là chính thôi nhá. Và các bạn sẽ phải nghe nhiều hơn. Nhau là chuyện sớm thôi, anh biết yêu thương đến rồi, ngần ngại đôi môi ai chưa ngỏ lời. Nếu như chẳng chạm đến sau, ký ức nơi kia có nhau, thì nắng mai ấm nhưng mà vẫn phải giữ lại để cho cái âm thanh nó mềm. Vô tình là cơn gió mang yêu thương đến gần anh, giữ gìn là trong tranh đôi vai anh thêm sức mạnh, tin tưởng vào lời hứa sau bao lâu vẫn tìm nhau, anh chẳng hứa sẽ sáng dầu chỉ. Vừa hai chúng ta hát như vậy và điệp khúc thì chúng ta hát to hơn một chút. Vừa rồi thì mình hát là mix nhiều thì lần này chúng ta sẽ hát rất to nhé. Lỡ mày rời xa ai biết được.
ngang ra để chúng ta có cái âm lượng nghe nó vừa phải, không không đóng tiếng, không mở dọc quá nhá. Không hát như thế này: lỡ mãi rời xa biết đâu, thì rất cổ điển nha, các bạn phải cân đối cái âm lượng và cái cách mở của chúng ta mở ngang nhiều hơn. Xong ca khúc Hẹn Một Mai thì các bạn chú ý cho mình các cái âm đóng nhá. Mình hát những ca khúc này thì mình đóng lên mũi rất nhiều, tuy nhiên khi đóng lên mũi xong, ngoài những lúc đóng lên mũi thì các bạn phải đẩy ra miệng nhá. Và có hai cách hát, một là mix voice nhiều ở điểm khúc, và thứ hai là các bạn sử dụng chest voice nhiều hơn. Ví dụ như thế này, mình làm lại lần cuối nhá: lỡ mai rời xa nhá, và lỡ mai rời xa trong một cái câu, cái chữ được các bạn hát to, xong các bạn kìm lại thì câu hát chúng ta nó sẽ rất là hay, mềm mại và rất là vừa tai đối với người nghe. Và chúc các bạn thành công với ca khúc này. Đừng quên nhấn nút đăng ký, like, share và comment những ca khúc các bạn yêu thích, và comment những ca khúc vừa vừa thôi, đừng hát ca khúc cao quá. Mình mỗi một lần hướng dẫn xong là phải nghỉ mới ăn cơm được. Chúc các bạn tập luyện thành công. Xin chào.